ta có tính chất thứ nhất này, số k nhân với một tổng tổng vector. Thế thì các bạn có quyền nhân vào, chúng ta nhìn thấy không, k nhân với vector a cộng vector b thì các em có thể nhân số k này vào, vậy các em sẽ được là k vector a cộng với gì, k vector b. Nghĩa là chúng ta có thể nhân k vào và coi vector a vector b như kiểu ẩn nick y, các em nhân vào bình thường. Thứ hai là các em có tổng hai số h cộng k, bây giờ nhân với vector a thì cũng thế, các bạn có thể nhân số h và số k này cho vector a, chúng ta có h vector a cộng với k vector a. Thế thì công thức này giúp các bạn gì, giúp các bạn tách đấy, các em có hiểu không? Ví dụ như này, anh có 3 vector a chẳng hạn, thì anh có thể tách thành 2 vector a cộng với 1 vector a. Các bạn có thể tách như kiểu ẩn thôi, đúng không? Thực ra vector nó cũng là một cái đối tượng giống như ẩn thôi. Thứ ba là nhân h nhân k vector a. Thì các bạn có quyền nhân hai cái số trước là h nhân với k, sau đó rồi mình nhân với vector a. Này thì không có gì cả. Thế còn những cái trường đặc biệt, nếu các em có 1 nhân vector a thì vẫn bằng chính nó, đúng không? Bất kỳ số nào nhân 1 cũng bằng chính nó, thì vector cũng vậy. Thế còn âm 1 nhân với vector a thì người ta lại thêm dấu gì đằng trước? Thêm dấu trừ đằng trước. Rồi, đấy là cái tính chất. Cái tính chất này thực ra là biết hết rồi, đúng không? Nhưng bây giờ chỉ là người ta chốt lại cho các bạn nắm được thôi. Bây giờ chúng ta sang phần quan trọng đây, đó là ba nhỏ, công thức trung điểm đoạn thẳng và công thức trọng tâm. Ghi cho anh là công thức trung điểm, phần này quan trọng đó nha, ai mà nắm được công thức trung điểm này là về sau là học về bài toán phân tích một vector thành hai vector rất là nhẹ nhàng, mà ai không nắm được là rất là khổ đấy. Công thức trung điểm của đoạn thẳng thứ hai là công thức trọng tâm của tam giác. Phần này chúng ta nên đi chứng minh nhá. Công thức trọng tâm của tam giác. Nào, hoa thị thứ nhất, chúng ta bàn về công thức trung điểm. Công thức trung điểm nghĩa là thế nào này? Các bạn còn nhớ phần vector đối không? Phần này có tái sử dụng cái phần đó. Bây giờ nếu cho anh một cái đoạn thẳng AB như thế này, ta nhìn thấy không? Đây là gì đây? A này, đây là B. Nếu bây giờ anh lấy một điểm là điểm gì? Là điểm Y nhá. Là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ok không nhỉ? Đấy, nếu anh có điểm Y là trung điểm của AB. Thế thì các em ghi cho anh lại. Ai còn nhớ IA và IB là các vector đối không? Thì tổng của chúng là bằng 0, hoặc là vector A sẽ bằng trừ vector B. Đó là kiến thức đầu tiên mà nhớ lại cho anh cái phần trung điểm nhá. Là vector IA sẽ bằng là trừ vector gì đây? IB. Hoặc là các em úp ra tổng IA cộng với IB là bằng gì đây? Bằng vector 0. Thế thì nếu bây giờ anh lấy thêm một điểm M. Bất kỳ nhá, nằm ngoài đường thẳng AB. Thì bây giờ anh nối vào, chúng ta sẽ tạo cho anh thành 3 vector. MA là một vector chiếu xuống này. MB lại là một vector chiếu xuống. Và MB là một vector chiếu xuống. Thì các em thấy như thế này, chúng ta sẽ có hai công thức, nó trị giá nó tương đương nhau. Đó là các bạn thấy trong này có mấy vector đây? 3 vector. MA, MB là hai vector ở hai bên thì chưa? Thế còn MI là vector gì? Ở giữa. Thì các bạn sẽ có công thức như thế này. Đó là tổng của hai vector hai bên cạnh là MA cộng MB thì sẽ bằng
so vectơ MI sẽ gấp đôi. Có nghĩa là gấp đôi lần vectơ ở giữa là vectơ gì? Vectơ MI như này. Thì đó, thì công thức này người ta gọi là công thức trung điểm. Tuy nhiên, cái hay của phần này đó là các bạn có thể rút được MI ra. Rút được MI ra. Thì hai công thức này nó chỉ là giống nhau nhá. Rút được MI ra. Thế thì làm thế nào để rút MI? Thì ở đây các bạn có số mấy đây? Hai, vậy các em chia cái số 2 sang bên này. Đúng không? Thì chỗ này có 1 này, chúng ta sẽ chia sang, chúng ta được là 1 phần gì? 1 phần 2, đúng không? 1 phần 2 MA cộng với gì? 1 phần 2 MB. Đó. Thì đây các em thấy là cái hình bóng như thế này, người ta gọi là phân tích một vector theo gì đây? Hai vector, và về sau ta sẽ thi bài học kỳ có bài này. Thì bây giờ anh sẽ đi gì? Đi chứng minh cho các bạn nha, tại sao lại có công thức này. Chúng ta nắm được công thức chưa? Anh nhắc lại về quy luật nha. Đó là nếu các bạn tính tổng của hai vector bên cạnh là MA cộng với MB thì sẽ bằng là gấp đôi lần vector ở giữa này. Nhìn được không? MA cộng MB bằng gấp đôi lần vector ở giữa. Còn nếu mà anh muốn tính vector gì? Ở giữa là MI thì lúc này bằng một nửa của tổng của hai vector bên cạnh. Ngược lại, hiểu chưa nhỉ? Muốn ở giữa thì sẽ bằng tổng một nửa của hai vector bên cạnh. Thì công thức này mình gọi là công thức trung điểm. Vì nó có một cái y là trung điểm của AB. Vậy sau này cứ cái bài nào mà lại có cứ có trung điểm thì phải nghĩ đến ngay công thức này và cứ áp dụng vào là ra hết. Thì đấy là cái hướng làm. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi chứng minh nhá. Bây giờ các em thấy là muốn chứng minh đúng không? Thì các bạn sẽ đi chứng minh vế trái bằng vế phải. Nên là các em gì đây? Xét vế trái bằng, chúng ta dùng là vector MA cộng với vector MI bằng. Thế giờ các em nhìn bên phải này là các em có vector gì đây? MI. Thế tự nhiên là từ đây đang là vector MA lại có xuất hiện là MI, vậy điểm mới là điểm gì đây? Y. Các bạn còn nhớ bài số 2 các bạn vừa mới học không? Là chúng ta học về quy tắc cộng này và quy tắc gì? Quy tắc trừ. Thì bây giờ muốn có bên phải có xuất hiện vector MI thì các bạn dùng quy tắc chèn, và chèn chính cái điểm mới đó là chèn điểm Y. Thì có hai quy tắc, một là chèn đến quy tắc cộng, hai là chèn đến quy tắc trừ. Thì với giao diện như này thì các em dùng quy tắc cộng. Có nghĩa là cái điểm chèn, nếu bên này đang cần y trên đầu thì mới dùng quy tắc trừ, nghe chưa? Vậy thì các em sẽ được là vector bằng này MI cộng với vector gì đây? IA. Đó, nhìn được không? Ai còn dùng quy tắc cộng có nghĩa là điểm y chèn vào giữa nhá, thì là MI cộng với IA. Thế còn IB, các bạn thấy rằng cũng sẽ chèn điểm gì vào đây? Chèn điểm y vào đây. Chúng ta sẽ được là MI cộng với vector gì đây? IB. Thì lúc này các em thấy là MI lại cộng thêm một MI nữa. Để mấy lần MI? Hai lần MI. Ta viết cho anh là hai lần MI vào đây. Thế còn IA cộng với IB các bạn cho thành một cái cặp. Ta như thế này hiểu không nhỉ? Thế thì IA cộng IB là hai vector gì đây? Đối nhau, vậy chúng cộng lại với nhau bằng mấy? Không. Vậy chúng ta được cái cộng bằng vector 0. Vậy lúc này là hai lần vector gì đây? MI. Và đây chính là vế gì? Phải. Điều phải chứng minh. Thì đây là một cách chứng minh. Đấy, bạn nào mà nghĩ được cách này là ok. Ngoài bài cách này ra, chúng ta còn một cách khác nữa. Đó là sử dụng quy tắc hình bình hành. Các bạn nhìn cách anh làm như sau. Anh có chứng minh cho các bạn để bạn có khả năng chứng minh một cái thứ gì đó. Mai sau rồi các bạn sẽ sử dụng, tái sử dụng làm sao. Ở đây chúng ta có điểm M, điểm A và I.
chúng anh sẽ chứng minh lại cho các cùng cách hai, hai cách. Bây giờ nó nối cho anh m với gì đây? M với y nhá. Giờ muốn tạo ra hình bình hành thì có hai cách. Cách thứ nhất là kẻ song song, nhưng cách thứ hai nghĩ là đơn giản hơn. Các bạn sẽ lấy đối xứng giờ trên tia đối của TIM. Em lấy thêm cho anh một điểm nữa, kẻ xuống dưới này này. Thì chỗ này anh gọi là điểm gì? Điểm N đi. Anh sẽ lấy là IM bằng với gì đây? IN và các bạn nối lại. Thì hãy quan sát cho anh là cái gì đây? Cái tứ giác MANB nó là hình gì? Hình bình hành. Nên là em áp dụng quy tắc hình bình hành thì vector MA cộng với vector MB thì bằng vector ở giữa là vector gì đây? MN, đúng không? Thế mà vector MN có phải là gấp đôi lần vector MI không? Phải suy ra đáp số, thế là cách thứ hai. Cách này, cách phải vẽ hình hình phụ nó khó một chút. Bây giờ chúng ta cùng nhau trình bày. Cách 2. Giờ các bạn sẽ biết là viết văn nhá. Trên tia đối của tia IM, em sẽ lấy một điểm N sao cho IN bằng với IM. Thế thì các em sẽ suy ra cái tứ giác AMBN là hình bình hành. Tại sao lại có điều này thì hồi lớp 8 các bạn học về hình bình hành đúng không? Thế thì một tứ giác mà có gì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì các em suy ra tứ giác này là hình gì? Hình bình hành. Chúng ta thấy rằng là IA đã bằng với I gì rồi? IB rồi. Và chúng ta lấy như thế này nữa thì IN sẽ bằng với thêm với IM. Vậy cái tứ giác này trở thành hình bình hành. Vì nó trở thành hình bình hành nên áp dụng gì? Công thức hình bình hành, đúng không? Áp dụng quy tắc hình bình hành. Quy tắc hình bình hành là gì? Đó là tổng của hai vector bên cạnh của một hình bình hành là MA cộng với MB thì sẽ bằng là vector đường chéo là vector MN. Và vector MN thì lại gấp mấy lần vector MI? Hai lần vector MI. Đó, và đây chính là vế gì? Phải, điều phải chứng minh. Đó, thì nó có hai cách nào. Các bạn trình bày được cách nào cũng được. Thì các em chú ý như thế này. Cái việc mà các em dùng được công thức này sẽ mở ra cho các bạn đó là sử dụng công thức trung điểm để phân tích một vector thành hai vector. Nên các em chú ý công thức này rất là quan trọng. Thế thì chúng ta sẽ suy thêm ra một số cái mới ở cái phần này nữa. Là suy thêm ra này. Thêm ra. Bây giờ anh vẫn có 3 vector MA, MI và MB. Bây giờ anh có thể suy thêm là anh có thể tính được vector MA bằng công thức gì nào? Thế thì em sẽ nhân đôi lần vector ở giữa lên và trừ đi vector MB bên cạnh. Có nghĩa là các em sẽ chuyển cái gì sang? Chuyển MB sang. Nhìn có vẻ đơn giản như thế thôi nhưng mà nó rất là hay. Thì nó bằng là 2 lần MI vector sau trừ đi vector M gì? MB. Thì có nghĩa là thế nào này? Em muốn tính được vector bên trái thì em nhân đôi lần vector ở giữa ra. Hiểu không? Nhân đôi cái vector trung tuyến ấy ra. Sau đó trừ đi vector bên cạnh. Hiểu không? Đấy là cái sự mới mẻ. Thế còn ngược lại, anh muốn tính MB thì MB sẽ là nhân đôi lần lên là 2 lần vector MI và trừ đi vector gì? MA. Chỉ có một thao tác đơn giản như này thôi, nó thay đổi cái tư duy của các bạn đi. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai. B nhỏ, công thức trọng tâm. Công thức trọng tâm. Tam giác. Công thức trọng tâm tam giác. Thế thì nhờ công thức trung điểm này thì chúng ta có một cái công thức liên quan đến trọng tâm tam giác. Thì đầu tiên, các em vẽ cho anh một tam giác gì? ABC.
đây chúng ta có là A này, B này, C này. Em lấy một điểm là M nha, là trung điểm của gì đây? À lấy, em không lấy điểm M và em lấy điểm khác đi. Điểm Y nhá, là trung điểm của BC. Em chia cái này ra làm 3 phần. Đây các bạn có điểm G. Đây chúng ta lấy một điểm M bất kỳ. Thì các bạn nối vào. Chúng ta có vector MA. Vector MA cộng vector MB cộng vector MC thì nó được bằng 3 lần vector MG. Có 3 vector nhá. Thì công thức của chúng ta thì sẽ có 2 phần. Phần thứ nhất, các bạn đầu tiên các em cho anh một tam giác ABC được chưa? Em lấy Y là trung điểm của BC. Nối A với Y, chia cái AE ra làm 3 phần để lấy điểm G là trọng tâm. Sau đó lấy một điểm M ngoài bất kỳ nhá. Sau đó nối MA, MB, MC và MG được hình vẽ đấy nhỉ. Thế thì chúng ta cần phải nhớ lại cho anh là ở các bài hôm trước là chúng ta có, nếu mà G là trọng tâm của tam giác ABC thì các em có tính chất sau, đó là GA vector cộng với GB vector cộng với GC vector sẽ bằng là vector 0. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến công thức trung điểm như này. Bây giờ các em lấy một điểm M bất kỳ. Lấy một điểm M bất kỳ. Thì lúc này chúng ta có công thức khác, công thức mới. Đó là các em có MA vector cộng với MB vector cộng với MC vector. Thì bên này của các bạn này là MA cộng MB là bằng mấy lần MI đây? 2 lần MI. Thì bên này chỉ cần là MA cộng MB cộng MC trở thành là 3 lần vector M, 3 lần vector MG. Đấy là liên quan đến gọi là công thức trọng tâm. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh công thức này. Thế bây giờ các em thấy rằng là chứng minh thì các em vẫn dựa trên cái này thôi. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ gì đấy? Xét đúng không? Xét về trái là bằng vector MA cộng với vector MB cộng với vector MC. Thì các em thấy là bên phải của các bạn ý chính là vector MG là xuất hiện điểm G. Vậy chúng ta sẽ dùng quy tắc cộng, chèn 3 điểm cho quy tắc cộng. Các bạn chèn điểm gì vào đây? Chèn điểm gì vào này? Thì bên phải là có G, vậy các bạn chèn gì? Chèn G vào đúng không? Thì chúng ta được là vector MG cộng với vector GA. Hiểu không nhỉ? Chèn điểm G vào đấy và chèn được quy tắc cộng. Thế còn MB thì chúng ta thành là MG cộng với GB. Thế còn MC chèn G vào thì các em được là MG cộng với GC. Giờ các em thấy là 1MG, 2MG, 3MG với cộng lại được là 3MG. Thế còn những cái tổng GA cộng GB cộng với GC thì cái tổng này sẽ bằng mấy? 0 đúng không vậy? Các em được là
3mg cộng với từ 0. Có nghĩa là công thức này chúng ta hôm trước chúng ta đã học rồi còn gì, đúng không? Anh chứng minh cho các bạn rồi đấy, là GA cộng GB cộng GC bằng vector 0. Thì cái này chúng ta chính là bằng 3 lần vector MG. Và đây chính là vế phải, điều phải chứng minh. Thế thì nhờ hai cái công thức về trung điểm của phòng trong này, chúng ta sẽ có những bài tập nâng cao lên. Đó. Rồi, ok, hiểu phần công thức này chưa? Dùng về sau nghe chưa? Chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ. Điều kiện để hai vector cùng phương. Điều kiện để hai vector cùng phương.